trắng bay xa mờ, gặp mời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân mơ thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em phú quý. Yes.
Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hòa trang không khí tưng bừng phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2/2/1930, 2/2/2020. Mừng xuân đại lý. Học kỳ 1 năm học 2019-2020 đã kết thúc. Một nửa chặng đường đã qua với rất nhiều nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, các bộ nhân viên nhà trường. Tuy còn nhiều mặt khó khăn, nhưng tập thể các bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã vượt qua ổn định. Các hoạt động giáo dục ban đầu có hiệu quả rõ rệt. Được sự đồng ý của bộ, trong buổi lễ sinh nhật hôm nay, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin tư vấn những hoạt động, những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong học kỳ 1, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và khắc phục để tiếp tục bước vào học kỳ 2. Thực hiện thắng lợi những kỷ lục đã đề ra từ đầu năm học. Vâng, em chào ba cô, một bài ca.